Hello, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại ngôi review. Thì hôm nay là cái season thứ hai của Old Spice, mình vừa giới thiệu các bạn là Putty, một dạng sản phẩm mình đã từng giới thiệu ở quá khứ rồi. Thì dạng sản phẩm này gọi là siêu tạo kiểu, nhưng mà không có duy trì được lâu. Thế nên là mình cũng không kỳ vọng vào sản phẩm này nhiều lắm. Nhưng mà trong cái dòng 5 con sản phẩm của Old Spice thì mình mới kiếm 2 con, và hy vọng là trong tương lai mình có sẽ có cơ hội để giới thiệu các bạn thêm 3 con sản phẩm còn lại nữa. Thôi, mà vấn đề chính vẫn rất Old Spice, vẫn rất lab made, vẫn rất công nghiệp. Đây là gì? Bao bì hoàn hảo, dán nhãn bên trên nắp, in hoàn toàn ở thân dưới, nhãn mã vạch và thành phần ở dưới đáy như thế này. Tiếp đến là một hộp nhựa PP cao cấp. Tất nhiên là với thiết kế nó không thể hiện ra cái sự cao cấp đấy, nhưng ở góc độ là người làm sản phẩm thì có thể thừa nhận với các bạn rằng là hộp PP thực sự ở trong mỹ phẩm nó khá là cao cấp. Nên là mình biết các bạn sẽ bảo là hộp nhựa thì nhìn trông rẻ tiền nó kia thì đúng, tức là nhìn trông nó cũng không hẳn là quá sang trọng, nhưng mà đây thì mình phải nói như vậy để cho các bạn hiểu là vì sao mình phải cao cấp, chứ mình không có búp cái sản phẩm này lên. Thì họ ghi là high hole matte finish. Ở con clay hôm qua review là đâu xem nào, họ không ghi độ giữ nếp đâu các bạn. Đây nhá, mình vừa đọc high hole matte finish ở đâu ta, ở trên này cũng vậy hả? Hai con y xì nhau luôn á, không khác gì mấy đâu. Đấy, con này là clay ở trên này, này thì putty ở trên này. Đó. Bên dưới cũng có những cái tương tự. Đây, với chiết xuất nha đam, chiết xuất lô hội, không có một cái gì khác cả. Nó sẽ khác một chút ở chỗ mô tả này. Old Spice Barber Blend Putty Infused with Aloe Give your hair a high hole and matte finish. Hết. Nó thậm chí còn dài hơn clay hôm qua. Con clay hôm qua là Old Spice Barber Blend Clay Infused with Aloe. Hết. Tất cả mọi thứ mà sản xuất tại Canada với nguyên liệu nhập khẩu vân 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 vân. Con putty sẽ có độ giữ nếp thấp hơn một bậc so với con clay. Độ bóng thì như nhau. Ok, để xuống nào. Thành phần. Thành phần cũng ngắn hơn con clay khi chỉ có hai mặt thôi. Nước petro sáp Cano 3, PVP citrate 25, dầu khoáng. Vẫn không có gì đặc sắc luôn các bạn. Mở nắp ra thì mùi này mình khẳng định luôn là mùi của một con lăn khử mùi này. Mình ngửi quen lắm. Tại vì mình cũng có tham vọng mua cái lăn khử mùi này về, nhưng mà thấy các bạn miêu tả nó thơm lắm thì thực ra là mình muốn nó thơm theo kiểu khác thôi. Nhưng ra ngửi xong thấy nó không hợp gu mình lắm nên là thôi. Chất rất mềm, cream. Mùi này đánh giá nó theo hướng ngọt và mát nha quý vị. Hơi hóa học một chút theo mình cảm nhận thế. Gọi là hóa học thì cũng không đúng, gọi là hơi hóa chất một chút. Mùi nó không được cảm giác nó mượt, cảm giác nó hơi thiếu tự nhiên. Đó. Chính xác là mình phải nói là mùi nó thiếu tự nhiên, chứ còn hóa chất nó nói là hóa học hay hóa chất thì nghe nó có vẻ dễ hiểu cho các bạn ấy, nhưng mà nói cái gì nó cũng là tự nhiên thì nó cũng là hóa chất, nó cũng là hóa học. Người ta sinh ra môn hóa học để diễn giải cái trong tự nhiên đúng không các bạn? Bây giờ
mình nói mùi nó hóa học mà không tự nhiên thì nghe có vẻ nó cứ kiểu sai sai góc độ khoa học kiểu gì đấy. Thế nên là phải sửa lại, phải chỉnh lại cách mình diễn diễn đạt này, diễn giải như thế. À, với cái sản phẩm này xem nào. Không biết là mình dùng nghị lượng ít quá hay không ấy, nhưng mà con này có cho một cảm giác hoàn toàn khác so với con clay hôm qua. Con clay hôm qua dùng cảm giác nó phê thế nào thì con này ngược lại thế luôn. Nó kiểu một là nó rít, hai là nó không không đủ cái độ, mình không biết tả sao các bạn nữa. Tức là các bạn hình dung nhá, hôm qua lấy mình vuốt bẹp ra như thế này thì cái phần này nó giữ được tóc, tức là cái độ giữ nếp nó ổn nhá. Coi nha, trên cái thang của họ là 2 hôm mà như thế là 2 hôm thì ok ổn. Nhưng mà với cái trải nghiệm của mình nhé, với cái kinh nghiệm của mình thì với cái sản phẩm này mình nghĩ là nó không hoàn toàn tương xứng với con clay góc độ 2 hôm. Mặc dù là người ta ghi ở trên bao bì là con này kém hơn con clay một chút chút xíu độ giữ nếp, nhưng mà chút xíu này nó thực sự là quá khác biệt đi ấy. Tiếp đến là độ bóng thì mình cũng không có ý kiến gì, đúng matte finish đó, không ý kiến gì luôn. Trải nghiệm thì rõ ràng là một dạng sáp ẩm và zip, thì đây là một trong những cái mà mình nghĩ là khá là hạn chế với anh em ở Việt Nam thực sự luôn. À, khá là hạn chế, thế nên là mình hoàn toàn không đánh giá cao con putty này, và nó đúng thật là nếu mà Ospire Việt Nam có về dòng này thì cũng không nên nhập con putty này nha, chắc chắn là sẽ rất là khó bán. Tại vì như này, đặc tính của những cái con sản phẩm dành cho tóc ngắn thì nó sẽ giữ nếp siêu cao, tức là cùng một cái loại sáp gì đấy nó rất là zip, khô hay ẩm không quan trọng, nhưng mà giữ nếp cao thì nó sẽ, và zip thì nó sẽ dùng rất tốt trên tóc ngắn. Ví dụ này, những cái con X-Men nó cái kiểu như vậy đấy, thì nó sẽ có đặc tính là dùng rất tốt trên tóc ngắn. Nhưng mà nếu với sợi tóc dài hơn thì cần một cái khả năng dính vừa đủ thôi, và tức là nó là một cái giữ kiểu giữ form nó, chứ nó không phải là dựng nó lên, dựng cái mái tóc lên. Nếu mà các bạn nào đang, hoặc là anh chị ở Old Spice Việt Nam đang đang có ý định nhập những cái sáp này về thì đấy, với con clay thì nó rất là tốt vì nó đáp ứng nhu cầu của những cái người mà kéo tóc để cái kiểu tóc và kéo dạng sau slick back, pomador rồi sidepart rồi ABC kiểu. Tất nhiên là nó không quá tốt với những cái kiểu tóc hướng đằng trước, ví dụ như là sock quýt hay là những cái kiểu mà thả thả mái xuống, nó không thực sự là quá ấn tượng, nhưng mà nghĩa là vẫn, nó vẫn có tác dụng ở một góc độ nào đấy, nó cũng vẫn có tác dụng một phần. Nhưng con putty này bản thân cái dạng chất của nó đã là một cái dạng chất mà người ta giới thiệu rằng là ừ con này nó sẽ dạng form rất là tốt, nhưng mà nó không có khả năng duy trì được quá tốt. À, nhưng mà trong khi đó cái con sản phẩm này, cái sản phẩm này thì khi mà tạo form lên tóc thì ở một ngưỡng nào đấy, tức là có thể là do tóc mình dài, tóc em dài thì nó ở ngưỡng nào đấy, nhưng mà nhìn chung thì nó không không có một cái sự thỏa mãn cao như con clay, nó không có một cái gì khác biệt. Nghĩa là mình bán hàng mình sẽ đặt một cái tính gọi là một là dùng được, hai là nó có cái tính khác biệt trên thị trường thì mới gọi là bán được. Thì bản thân mình và em không nghĩ rằng là con này có một cái tính khác biệt trên thị trường, hay là cái khả năng sử dụng ở ngưỡng gọi là ổn đi ở trên thị trường, nó rất là hạn chế. Tóm lại nó rất là hạn chế. Nếu mà xét trên góc độ một người sử dụng bình thường đi, tóc ngắn dùng con này thì lại hơi thiếu dính, và tóc dài, dài không phải dài như mình, dài vừa đủ thôi, dùng con này thì lại hơi thừa zip, và tạo cái form thực sự ra mà nói thì cũng không phải là cái gì đấy quá xịn sò. Thế nên nên là thôi thì biết thế, hiểu thế, còn
làm rồi tương tác như thế nào, thì tất nhiên là mình không làm Allspy và cũng không phải là cấp đèn chạy trước ô tô, nhưng mà thôi chỉ trải nghiệm trước, rồi nếu mà người ta có muốn nhập khẩu về thì có thể là lúc đó tự nhiên sót ở trên mạng cái clip như này, thì sẽ biết là ở con nào tốt là không tốt. Để giúp kiểu các bạn hình dung là muốn phân phối, muốn làm cái sản phẩm như này là nhập hàng container về luôn, rất là nhiều tiền đó, chứ không phải đơn giản. Mà nhập về một cái sản phẩm nó không ổn lắm như thế này thì nhưng mà để công bằng cho các sản phẩm khác ấy, thì mình sẽ vẫn test sau vài tiếng đồng hồ để xem là nó cứ tương tác như nào, hy vọng là nó sẽ biến chuyển nào đấy cảm giác tới tốt hơn, hoặc là đơn giản bây giờ mình đang dùng trên tọng khô thì cái sản phẩm này nó lại cho một cái trải nghiệm nó hơi khó chịu, biết đâu lại dùng trên tọng ướt hay tọng ẩm thì nó lại khác thì sao. Đúng rồi, cũng không biết trước được, nhưng mà thôi thì tạm dừng phần 1 ở đây. Với con này chốt lại là firm high hole mấy bị, thôi cứ firm hole đi, cứ firm hole matte finish đi, mùi thì ổn. Hiệu năng và cái đặc tính của sản phẩm thì cũng không có cái gì gọi là quá nổi bật, thế nên là mình sẽ đi test sản phẩm này. Hello, bây giờ 6 tiếng sau lần đầu tiên sử dụng con Putty của Allspy. Có tơi ra, rất là putty, rất hiển nhiên. Nhưng thưa các bạn là với cái chất này thì chúng ta không thể hy vọng, kỳ vọng được cái gì cả. Có một chút giữ nếp, vẫn có một chút giữ nếp, nhưng mà so với con putty trước của Carnivan hay là Carnavan hình con gà thì mình khẳng định các bạn luôn là cái putty đấy tốt hơn hẳn cái Allspy này, nhưng mà rõ ràng ấy, tiền nào của đấy mà. Thế nên là mình sẽ không có nhận xét gì gọi là cái điểm khen của với cái sản phẩm putty này cả đâu gì. Đây, bao bì thì khá là lắp mết và ok, nó ổn ở trong cái vấn đề này nhất, bao bì hoàn hảo. Mùi hương mình đánh giá ở góc độ mình đi, với tầm tiền của họ mang lại khách hàng thì hoàn hảo. Chất lượng hoàn thiện sản phẩm hoàn hảo, nhưng mà hiệu năng của sản phẩm thì không hoàn hảo, tức là khó dùng, không ra cái gì cả, không một ai đấy thích hợp cả. Nên là thôi, kết thúc clip ở đây bằng việc chốt lại Allspy Putty. Ai thích thì mua, còn không thích thì mua cũng chả để làm gì, để biết rằng Allspy có sản xuất sáp ha. Và đó là một cái lời khuyên của mình, nó thực sự là không tốt đấy các bạn, nó thực sự không tốt. Thì tóc mình dài hay tóc mình ngắn, mình vẫn tin rằng là kể cả một cái niềm tin rất là nho nhỏ thôi, đấy là dùng con này trên tóc ẩm sấy lên thì sẽ lên form tốt hơn. Nhưng mà đó là tất cả những gì mà mình có thể nịnh cái sản phẩm này, đó là tất cả những gì. Nhưng mà người sử dụng bình thường đâu biết thế đâu, đúng không bạn? Và đó, ngày hôm nay như vậy thôi. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi ngày trên YouTube Nguyễn Review, cũng như là chúc quý vị các bạn nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, gặp nhiều thành công, may mắn, niềm vui trong cuộc sống, như là nhất phòng ngừa Covid và đừng để tóc xấu như Nguyễn Review.